Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Hello, Lâm ơi. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học về What is your beruf? Có nghĩa là bạn làm nghề gì? Khi muốn hỏi người khác bạn làm nghề gì, bạn có thể hỏi những câu hỏi sau. What is your beruf? What is your beruf? Hoặc là What do you? What do you? Chúng ta cũng có thể hỏi What for work do you? What for work do you? Khi bạn nhận được những câu hỏi này thì bạn có thể trả lời như sau. Ik werk als advocaat. Ik werk als advocaat. Có nghĩa là tôi làm luật sư. Bạn chỉ cần thay thế cụm advocaat bằng ngành nghề mà bạn đang làm. Hoặc là bạn cũng có thể trả lời rằng Ik ben accountant. Ik ben accountant. Có nghĩa là tôi làm kế toán hoặc là tôi là kế toán. Ik ben. Sau đó là ngành nghề của các bạn. Nếu bạn muốn hỏi ai đó là bạn làm việc toàn thời gian hay bán thời gian thì bạn sẽ hỏi rằng Werk je full-time of part-time? Werk je full-time of part-time? Full-time là toàn thời gian và part-time là bán thời gian. Nó tương tự như tiếng Anh. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng tiếng Hà Lan. Werk je voltijd of deeltijd? Werk je voltijd of deeltijd? Voltijd có nghĩa là toàn thời gian và tương tự deeltijd là bán thời gian. Nếu bạn muốn trả lời rằng tôi làm toàn thời gian. Ik werk full-time. Ik werk full-time. Và tôi làm bán thời gian. Ik werk part-time. Ik werk part-time. Hoặc là bạn cũng có thể trả lời rằng Ik heb een full-time baan. Ik heb een full-time baan. Có nghĩa là tôi có một công việc toàn thời gian. Ik heb een part-time baan. Ik heb een part-time baan. Tôi có một công việc bán thời gian. Hoeveel uur per week werk je? Hoeveel uur per week werk je? Câu này hỏi về bạn làm một tuần bao nhiêu tiếng. Hoeveel là từ để hỏi bao nhiêu. Hoeveel uur là bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ. Per week, một tuần. Bạn làm một tuần bao nhiêu tiếng? Ik werk 40 uur per week. Ik werk 40 uur per week. Tôi làm 40 tiếng một tuần và đây là công việc toàn thời gian. Ngoài ra ở Hà Lan, hình thức làm việc bán thời gian rất phổ biến. Thông thường thì ngoài làm việc 40 tiếng một tuần thì người ta cũng có thể làm việc 32 tiếng một tuần. 32 uur per week. 32 uur per week. Ngoài ra đối với phụ nữ thì hình thức làm việc 24 tiếng một tuần cũng rất phổ biến. Bởi vì những tiếng còn lại thì họ muốn ở nhà chăm sóc gia đình. 24 uur per week. 24 uur per week. Wat zijn je werktijden? Wat zijn je werktijden? Werktijden có nghĩa là thời gian làm việc số nhiều. Vì nó số nhiều cho nên động từ được chia là zijn. Thời gian làm việc của bạn như thế nào? Ik werk van 8 tot 5 uur. Ik werk van 8 tot 5 uur. Tôi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mijn werktijden zijn van 9 tot 6 uur. Mijn werktijden zijn van 9 tot 6 uur. Hoặc là tôi làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nếu thời gian làm việc của bạn khác thì bạn chỉ cần thay thế số giờ vào cụm đã được gạch chân. Heb je leuke collega's? Heb je leuke collega's? Leuke collega's có nghĩa là những người đồng nghiệp dễ thương hoặc là những người đồng nghiệp tốt bụng. Bạn có các đồng nghiệp tốt hoặc là các đồng nghiệp dễ thương chứ? Mijn collega's zijn heel leuk.
Mijn collega's zijn heel leuk. Mijn collega's zijn heel aardig. Mijn collega's zijn heel aardig. Các bạn chú ý mijn collega's ở đây là số nhiều cho nên động từ được chia là zijn. Leuk là dễ thương, tốt bụng. Aardig cũng là tử tế. Đồng nghiệp của tôi rất là dễ thương hoặc là tử tế. Mijn collega's zijn niet zo vriendelijk. Mijn collega's zijn niet zo vriendelijk. Còn nếu trường hợp không may mắn mình có những người đồng nghiệp không được thân thiện cho lắm thì mình có thể trả lời rằng đồng nghiệp của tôi thì không được thân thiện cho lắm. Niet zo vriendelijk có nghĩa là không được thân thiện cho lắm. Wat vind je leuk aan je werk? Wat vind je leuk aan je werk? Có nghĩa là bạn thích gì ở công việc của mình vậy? Chú ý cũng leuk vinden có nghĩa là thích. Ik vind je leuk có nghĩa là tôi thích bạn hoặc là anh thích em. Ik vind mijn collega's leuk có nghĩa là tôi thích các đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, khi các bạn muốn nói về đồ ăn thì bạn không nói là leuk vinden mà bạn nói là lekker vinden. Ví dụ như là mình thích ăn mì tôm thì mình sẽ nói là ik vind noodles lekker. Ik vind mijn werkzaamheden leuk. Ik vind mijn werkzaamheden leuk. Mijn werkzaamheden có nghĩa là phạm vi công việc của tôi. Thì câu này muốn nói rằng tôi thích phạm vi công việc của mình. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Đây cũng là một cấu trúc tôi thích làm một cái gì đó. Ik vind het leuk om te. Cấu trúc này mình sẽ học ở các bài sau. Om mensen te helpen có nghĩa là được giúp đỡ người khác. Như vậy câu này nghĩa là tôi thích khi được giúp đỡ người khác. Wat vind je niet zo leuk aan je werk? Wat vind je niet zo leuk aan je werk? Niet leuk vinden có nghĩa là không thích. Như vậy bạn không thích gì ở công việc của mình? Ik vind opruimen niet leuk. Ik vind opruimen niet leuk. Ik vind schoonmaken niet leuk. Ik vind schoonmaken niet leuk. Có nghĩa là mình không thích dọn dẹp. Opruimen có nghĩa là dọn dẹp. Schoonmaken cũng có nghĩa là lau dọn. Ik vind het vervelend om in twee ploegen te werken. Ik vind het vervelend om in twee ploegen te werken. In twee ploegen có nghĩa là 2K. Tôi không thích làm 2K. Ben je tevreden over je salaris? Ben je tevreden over je salaris? Tevreden over có nghĩa là hài lòng, bằng lòng về một cái gì đó. Câu này ý muốn nói rằng bạn hài lòng về tiền lương của bạn chứ? Nếu bạn hài lòng thì bạn có thể trả lời rằng Ja, ik ben tevreden. Ja, ik ben tevreden. Còn nếu bạn cảm thấy ok, hơi hài lòng hoặc là khá hài lòng thì các bạn có thể thêm từ redelijk vào giữa. Ja, ik ben redelijk tevreden. Ja, ik ben redelijk tevreden. Còn nếu bạn không hài lòng thì bạn có thể trả lời rằng Nee, ik vind mijn salaris te laag. Nee, ik vind mijn salaris te laag. Có nghĩa là không, mình cảm thấy tiền lương của mình quá thấp, te laag. Và đây là một số mẫu câu về việc hỏi và trả lời bạn làm ngành nghề gì và bạn thích gì ở công việc của bạn, cũng như bạn có hài lòng về tiền lương hay không. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang học một số từ vựng về beroepen, có nghĩa là các ngành nghề khác nhau. Accountant. Accountant. Là kế toán. Advocaat. Advocaat. Luật sư. Politieagent. Politieagent. Cảnh sát hoặc là nhân viên cảnh sát. Ambtenaar. Ambtenaar. Là công chức nhà nước. Architect. Architect. Kiến trúc sư. Arts. Artsen. Dokter. Dokters.
Arzt có nghĩa là bác sĩ số ít, Arzt là số nhiều. Từ doctor và doctors nó cũng tương tự như vậy. Huisarts, huisarts. Đó là bác sĩ gia đình. Tandarts, tandarts. Nha sĩ. Longarts, longarts. Là bác sĩ chuyên về phổi. Chirurg, chirurg. Bác sĩ phẫu thuật. Dierenarts, dierenarts. Bác sĩ thú y. Cardioloog, cardioloog. Bác sĩ tim mạch. Dermatoloog, dermatoloog. Bác sĩ da liễu. Dietist, dietist. Chuyên gia về dinh dưỡng. Bakker, bakker. Thợ làm bánh nói chung hoặc là thợ làm bánh mì. Bloemist, bloemist. Cụm này hơi khó để dịch sang tiếng Việt, mình giải thích như sau. Đây là một cái ngành nghề mà họ thông thường phải trải qua một cái khóa đào tạo về kiến thức, về các loài hoa, về cách gói hoa. Họ thường làm việc trong các cửa hàng bán trưng bày bông hoa hoặc là trưng bày các sản phẩm liên quan đến hoa giống như bình hoa hoặc là những đồ trang trí, cây cảnh trong nhà. Họ sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn là dịp nào thì mình nên tặng hoa nào và hoa nào thì nó phù hợp với mục đích mà mình đang tìm kiếm. Boer, boer. Nông dân. Brandweerman, brandweerman. Lính cứu hỏa. Burgemeester, burgemeester. Thị trưởng. Docent, docent. Giáo viên nói chung, ngoài ra chúng ta có leraar, leraar. Là thầy giáo. Lerares, lerares. Cô giáo. Econoom, econoom. Nhà kinh tế. Fietsenmaker, fietsenmaker. Là thợ sửa xe đạp. Thông thường họ sẽ làm việc trong các cửa hàng bán và sửa chữa xe đạp. Vì như các bạn đã biết, ở Hà Lan xe đạp rất là phổ biến, cho nên những cái cửa hàng này có rất nhiều. Photograph, photograph. Thợ chụp ảnh. Photomodel, photomodel. Người mẫu ảnh. Danser, danser. Vũ công. Physiotherapeut, physiotherapeut. Bác sĩ vật lý trị liệu hoặc là các chuyên gia vật lý trị liệu. Nếu bạn bị đau lưng hay là đau khớp thì khi bạn đến bác sĩ gia đình, họ sẽ chuyển bạn lên các chuyên gia vật lý trị liệu này. Họ có thể hướng dẫn các bạn một số động tác hoặc là một số tư thế để các bạn có thể luyện tập và khôi phục lại những chấn thương của mình. ICT specialist, ICT specialist. Chuyên gia về công nghệ thông tin. Ingenieur, ingenieur. Kỹ sư. Journalist, journalist. Nhà báo. Verslaggever, verslaggever. Phóng viên. Kapper, kapper. Kapster, kapster. Thợ hớt tóc. Khi mình nói về thợ hớt tóc nói chung thì mình có thể sử dụng từ kapper. Còn khi mình muốn nhấn mạnh đó là thợ nam hớt tóc thì là kapper. Còn nếu đó là thợ nữ hớt tóc thì đó là kapster. Kleermaker, kleermaker. Thợ may. Kok, kok. Đầu bếp. Loodgieter, loodgieter. Thợ sửa ống nước.
Makelaar, makelaar. Nhân viên môi giới bất động sản. Notaris, notaris. Công chứng viên. Khi bạn muốn công chứng giấy tờ hợp pháp hóa về mặt luật pháp thì bạn sẽ cần đến công chứng viên và các công chứng viên này làm việc trong Notaris kantoor, notaris kantoor. Là các văn phòng công chứng. Onderzoeker, onderzoeker. Nhà nghiên cứu. Piloot, piloot. Phi công. Politicus, politicus. Chính trị gia. Postbode, postbode. Là các nhân viên đưa thư. Opticien, opticien. Đây là một người chuyên về đo thị lực để có thể xác định độ trong mắt của mình. Họ sẽ đưa ra lời khuyên về là các loại kính hoặc là các loại lens mình sẽ đeo. Thông thường họ sẽ làm việc trong các cửa hàng mắt kính giống như các bạn thấy ở Specsavers hay là ở Hans Anders. Còn nếu mắt của bạn gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn về thị lực thì họ sẽ chuyển các bạn lên Oogarts, Oogarts. Là các bác sĩ nhãn khoa. Thì bác sĩ nhãn khoa sẽ làm việc trong Ziekenhuis, có nghĩa là bệnh viện. Một đặc điểm chung của hai ngành nghề này đó là họ đều có thể kiểm tra thị lực, xác định thị lực cho các bạn. Nhưng mà Oogarts, họ làm việc trong các bệnh viện, họ nghiên cứu về tình trạng sức khỏe của nhãn khoa. Họ có thể kê ra các đơn thuốc cũng như là họ có thể đưa ra phương án điều trị cho mắt của bạn. Ngoài ra khi mắt của bạn bị hóa chất dính vào hoặc là khi mà bị giảm thị lực đột ngột hay là một cái gì đó bất thường xảy ra bất thình lình với mắt của mình thì mình cũng sẽ đến bác sĩ nhãn khoa khám chứ mình sẽ không đến optician để khám. Verloskundige, verloskundige. Y tá hộ sinh hoặc là bà mụ. Nếu mà ai đó mang thai thì họ có thể đăng ký khám ở phòng Verloskundige. Họ sẽ khiêu âm, khám định kỳ, đưa ra các lời khuyên cho các bạn. Nếu như trong quá trình mang thai mọi thứ diễn ra thuận lợi, không có gì phát sinh hoặc là các bạn không có tiền sử về bệnh tật thì các bạn có thể khám đến cuối thai kỳ ở đây và có thể chọn sinh ở nhà hoặc là ở bệnh viện thì chuyên gia Verloskundige này sẽ đỡ đẻ cho các bạn. Tuy nhiên nếu như trong quá trình mang thai mà các bạn đã có những cái tiền sử về bệnh tật hoặc là các bạn bị tiểu đường thai kỳ hoặc là những cái phát sinh về y tế khác thì các bạn sẽ được chuyển lên bệnh viện thì ở đó họ có các gynecolog, gynecolog. Đó là các bác sĩ sản khoa làm việc ở bệnh viện. Đây là những chuyên gia về lĩnh vực sản khoa. Họ sẽ đưa ra những lời khuyên và họ sẽ khám chi tiết hơn cho các bạn. Nếu tình hình của các bạn không quá nghiêm trọng thì các bạn vẫn có thể kết hợp giữa Verloskundige và gynecolog đến ngày sinh. Còn nếu tình trạng quá nghiêm trọng thì các bạn nhiều khi sẽ được chuyển giao thẳng lên bệnh viện và từ đó trở đi mình chỉ có thể khám trên bệnh viện thôi chứ không thể nào khám ở phòng khám y tá hộ sinh nữa. Những trường hợp về y tế bắt buộc, chúng ta bắt buộc phải sinh ở bệnh viện. Còn những trường hợp không có gì phát sinh thì chúng ta có thể chọn là sinh ở nhà hoặc sinh ở bệnh viện. Programmeur, programmeur. Lập trình viên. Psycholoog, psycholoog. Nhà tâm lý học nói chung. Psychiater, psychiater. Nếu như mình gặp vấn đề gì đó về tâm lý thì mình có thể đến ở các nhà tâm lý học. Họ sẽ đưa ra những lời khuyên cho mình, ví dụ như là những xung đột gia đình chẳng hạn. Nếu như ai đó gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn về mặt tâm lý thì sẽ được chuyển lên psychiater, là các bác sĩ tâm thần. Receptionist, receptionist. Nhân viên lễ tân. Rechter, rechter. Thẩm phán. Schilder, schilder. Họa sĩ. Secretaresse, secretaresse. Thư ký. Schrijver, schrijver. Nhà văn. Schoenmaker, schoenmaker. Thợ đóng giày. Stewardess, stewardess. Tiếp viên hàng không. Timmerman, timmerman.
thợ mộc. Tolk, tolk. Thông dịch viên. Tuinman, tuinman. Người làm vườn. Verkoper, verkoper. Verkoopster, verkoopster. Nhân viên bán hàng nói chung thì mình sử dụng từ verkoper. Còn nếu mình muốn nhấn mạnh đó là nam thì đó là verkoper. Nữ là verkoopster. Verpleegkundige, verpleegkundige. Y tá. Wetenschapper, wetenschapper. Nhà khoa học. Zanger, zanger. Zangeres, zangeres. Khi đề cập đến ca sĩ nói chung thì mình nói là zanger. Nhưng mà nếu mình nói là nam thì là zanger. Nữ thì mình nói là zangeres. Như vậy chúng ta vừa học xong một bài về bạn làm nghề gì. What is your beroep? Hy vọng sau bài này các bạn đã có thể hỏi và trả lời với người khác về ngành nghề mà bạn đang làm và cũng như các từ vựng về các ngành nghề khác nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Tot de volgende keer! Doei! Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn thì hãy nhớ bấm nút like video nhé! Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!